Rồi tiếp các bạn phần 2. Cái phần đầu á mình nói với bạn là quan sát máy móc bảo dưỡng trước khi mà đi xa, những cái xì này nọ đó, quạt, ECU hay bugi nọ đó, là vòng vòng cái phần máy dưới. Nếu bạn quạt nhớt nước rồi đó, ok nó đã khô máy và chạy ổn định rồi. Để đó. Bây giờ phần dàn ngoài cũng là phần quan trọng. Phần dàn ngoài là chuẩn bị đồ nghề hay là cái gì đó thì ok. Rồi dàn ngoài mình quan trọng nhất là cái dàn chân. Dàn chân phuộc bạn phải không có được xì dầu ổn định nhúng ok, thành phố ok, để đó để nguyên. Nhưng mà một cái gút mắt là mình bước lên đi quên hạ phuộc. Phuộc các bạn nên cho để dây zin nó cao xíu. Biết sao không? Tại khi mà phuộc bạn thấp quá, bạn chạy bạn phải khom lưng hoặc là khom tay xuống thì nó sẽ bị mỏi lưng, bạn hiểu không? Nó khom mỗi lần. Càng cao da như Winner X đó, nó cao lên nó dựa sao nó khỏe hơn các bạn. Đó. Ok. Đó, là khỏe hơn. Đó. Cao xíu. Rồi. Nhưng cái ad của mình là 62 nhưng mà vẫn đi size giỏ size jean nha, nhông xin dĩa jean. Để mình đo cây số thôi, còn bạn nào thích đi bánh căm, bánh mâm gì bạn thích bao tô bao lật bao nhiêu bạn cứ đo. Cái đó là sở thích riêng của mỗi người. Nhưng mà đi đường đèo đường thì nên đi bánh mâm, không nên đi bánh căm. Bánh căm ôm cua nó là sàn ghê lắm, nhưng mà bạn nào tay nó cứng thích thì cứ chơi không sao. Đó, đó mình tư vấn thôi. Nhưng mà giỏ nè, giỏ là phải chơi giỏ tốt nữa bạn, chứ không được đi mấy giỏ tào lao là bạn chết nha. Đây bạn thấy mình đi về không? Ok, tuyệt tình cốc. Rồi trước sau nha, nhớ đi giỏ tốt cho mình nha, cặp giỏ là quan trọng lắm nha. Và nhớ vô giỏ không bị nhảy nha, nhảy là quên á, mâm đùm liền của mình nó chạy mà nó vơ nó làm cái độ rung á, mình cũng ngồi không thoải mái đoạn đường xa. Nhâm trên đĩa mình xin sên phai tô, còn nhâm trên đĩa 14 môn 2 gì nữa mình, cái độ trùng sên là khoảng này đang trùng mà chạy về trùng mình thấy mình chưa tăng, kéo từ đây nè lên đây cỡ 2 đến 2,5 đến 3 cm, 2,5 là được. Đây đây đo lên nó 2,5 là được, ok là độ căng của sên, không để căng quá mà không để trùng quá, này về đi xa về hơi trùng rồi nè. Ok rồi rồi phần thắng heo dầu là mình phải thắng ăn thay bố, thay bộ bố elite cho mình, thay bố elite để thắng ăn xíu đi mấy cái đường ban đầu tôi bạo lực à, ăn phải ăn xíu các bạn, nhất là những cái con Winner X có thắng ABS đó ngon nha, thắng nó không bị sạc bánh trước nha, ngon lắm ạ. Tại bạn không biết đi tốc độ cao bạn mới thấy, còn tốc độ chậm thì thắng nóng như nhau. Rồi đó là phần dàn chân, thắng niềng không quên vỏ chắc cú hết nha các bạn. Đó rồi nhông sinh dĩa phải vô vô dây sên và cặp tay là ok hết nha. Rồi để mình coi. Và phần yên yên mà nên bạn nên những cái yên zin 150 nó bị ngồi nó bạn biết đi đường xa ê đít ê mông nè, nên đi bọc yên nó im im như yên ô tô đó nè, đó là phần này làm cho bạn thoải mái nè. Yên phải đi bọc lỡ cái yên là mềm thì ai mà đang coi cái này mà làm yên á, có muốn giới thiệu sản phẩm mình cứ lên tư vấn người ta, còn bạn nào chơi mà biết cái nào làm yên tốt có thể giới thiệu cho tất cả anh em phật thủ. Đây phần làm mình mệt khi đường xa là yên nè, rung nè, ngồi ê đít nè, người sau người bị tột xuống nè, nó dễ bị mệt lắm nè. Nó yên yên phải im nha mình, nó mấy yên viên cho nó mưa dục hết đi. Rung nữa nè, gác chân nó rung nè, gác chân cao su nếu mà bị chai nên thay, còn nếu mà bạn cái nào thiết kế chế hay gì đó làm sao nó im im nè, giảm cái độ rung vô cái giò nó chèn lên người mình ngồi xa mệt. Ok. Và bốn ống gác chân cái này nè, rung cũng làm bốn ống chân này nè. Đó. 1 2 sao nữa. 3 4. Bốn này nhanh chim lông đàn vô xíu đỡ rung xíu bạn. Đó. Còn xe nào bạn nào có va đạp bị đụng nên thay luôn. Đỡ rung lắm. Rung là cái cục máy nó phát ra.
phát ra chuyện ở gác chân rồi nè, và người ngồi sau nè cũng mệt nè, mà lên cái yên, yên là lên cái mông của mình, ngồi xa bạn biết, ngồi xa nên đi bọc yên nào, yên tốt chứ niệm kim đan hay niệm gì, cái này mình không có chuyên môn nhưng mà mình bọc hay yên này hay cũng được lâu rồi đó, thì mình không có PR sản phẩm nào, ai muốn vô PR cứ vô PR đó. Bọc yên sao cho im đít nha các bạn. Rồi phần tay nè mình cũng thiếu sót xíu nè đó, đi thay bao tay nè mà bóp im xíu ở đây nè, bóp da nè, thì mấy cái nào mà bóp im xíu nha các bạn, bao tay thay bao tay cho nó im xíu, bóp chạy nó không rung, hai này rung rung làm mỏi tay các bạn đó, rung làm mỏi tay rồi, rung làm mỏi tay các bạn. Còn cái hậu nên về zin hết và siết những ốc này nè, để cho xây siết ốc này nè đó, để cho nó xây nó cứng cứng xíu, cứng cứng phía sau mình dòm được phía sau, và kiến này rất quan trọng các bạn, ngoài việc dòm phía sau chúng ta còn đi đường đèo đường vắng dòm những cái đối tượng phía sau được, xe bô xăng lửa 62 bắn mức sát của nó hết các bạn, kiến này nè quan trọng dòm những đối tượng khả nghi các bạn. Rồi nói vậy các bạn đủ hiểu, đi đường đèo rồi đó, này đỡ rung nè. Rồi mua cho mình cái cản GV để cột những cái ba lô phía sau đó, đưa ra ăn gian sau đổ xăng mình dở lên khỏe, hay là người ngồi sau ngồi thoải mái xíu, có thể là ba lô nó lên tới đây thì chúng ta gỡ ba lô xuống mình dở liền lên, nhưng mà người ngồi sau còn dư chỗ còn, đúng không? Ăn gian ở đây, và cái thùng này có khóa các bạn, một cái lỗ có khóa mở mở vô nè, đổ xăng lỗ mà mở mở yên lên nó bị dướng này, dở thì lên được đúng không? Ok, thùng đựng đồ nè, chuẩn bị như mình mấy cái đó, nhường chân hết ngay nhông sinh dĩa, hãy kiếm đèn xi nhan phải có hết các bạn, và những bạn nào có Google nên dán sẵn những cái góc này để quay những cái, chuẩn bị những cái điểm quay mà tốt để quay những hành trình mình đi các bạn đó, nhớ bao tay phải cho im xíu. Ok rồi, cản và cái bô 62 hay bô xăng lửa mình đó, nên có ốp này nọ mé cho thông, thì cái bô mà nghe lớn á, mấy người cảnh sát giao thông á chạy ngang không nghe, nhưng mà bắt vô thì nó nạt thì mình không biết, có một loại để giảm thanh cái bô, thì mai mốt mình sẽ nghiên cứu mình nói riêng. Cái bô đang lớn bụp 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 đúng không, làm cho im như zin được đó, cái đó chế riêng thì mình cũng nói sơ sơ luôn. Thường á mấy anh thợ mà bô mấy chiếc ô tô á, nó có cái đồng tiền này nè, cái đồng tiền như hỏng gió các bạn, như là đồng cái van á, nói chung là cái van như ống nước á, như ống nước này à, nó có đồng tiền giọng, đồng tiền đang đóng ngang á, thì cái bô nó nghe nghe nhỏ, khi mà mở vậy mở dọc như là hơi nó thông ra hết là nghe lớn, cái đó là thiết kế riêng của những cái thợ bô nó có làm cái này rồi đó, mình nói sơ sơ. Nó những mô tô nó có cái khúc đó đó, như là đóng van mở van ở đây nè, đóng van thì nó chỉ có lỗ nhỏ thông ra thôi, nó hơi ém xíu, nhưng mà còn mang nẹt vô á cái tiếng bô nghe nhỏ xíu, không nghe không biết được chiếc 62, nhưng mà khi mà thả đi rồi á bạn mở van nha, thơ thông hết bạn chạy tiếp đó, nó là làm cái van đóng van mở van, bạn hiểu không? Cái van như cái đồng tiền này nè, bích đồng tiền nhỏ nè, bích nó đẩy nè đồng tiền nè, nó nhét dọc này nè, nó mà có cọng cáp nó kéo mở đồng tiền đây, nó đang đóng đóng nè, là có cái lỗ nhỏ ngay giữa đồng tiền thôi, cái lỗ nhỏ ngay giữa đồng tiền, cái đồng tiền bự nha, lỗ nhỏ như đồng tiền thông cái hơi nhỏ nha, nghe nhỏ, khi mà đồng tiền mở dọc vậy nè nó ngang nè, xong mở dọc nè hơi thông hết là xe là lành 62 lần đó. Cái đó có chế thì bạn, mình nói sơ sơ bạn sẽ tự hiểu, như nó mở van đóng nước, mở van nước và đóng van nước, mở nè đóng mở, mở dọc nè thông hơn, đóng rồi nè bí bí hơn đó, nó vậy đó. Thì bạn nào muốn nghiên cứu tự thiết kế thì tự thiết kế nhà, mình chỉ góp ý gì thôi đó, phụ không xin gì á. Giờ những cái đồ nghề mang theo nè, nãy mình cũng nói trong clip trước thì mình giờ nói lại hai cái tăng amaya lên cái dốc đèo được,
của tiệc tình cóc á, nhồi ra đục nhỏe qua á, dễ bị đa số sượng á, khi mà lên lên rồi á, lát hút xuống á, đa số sượng lắm, căng ra xíu, căng côn ra canh theo, tự lên vô đi mò cách căng côn các bạn. Hai cây chìa khóa 12 là quẹt, 12, 14 là winner các bạn. Rồi ok. Rồi khi mà qua những con suối nha, mùa này anh mới mình mới đi thôi thì nó nửa bánh thôi, nhưng mà lỡ nó qua một bánh nước ngập có thể qua một bánh nằm này qua đây đó. Các bạn nào đi qua trụ nhớ coi chừng nha, một bánh nha, và nước nó sẽ vô bô chết bogey, chuẩn bị mấy này dít. Rồi, chuẩn bị cái này các bạn, dít đỏ ghi để chuẩn bị thai này. Nhưng mà một trường hợp á, khi bạn lội đèo lội nước gì á, nước vô bồn tắt máy liền nha, không có đè nha, đè là có thể bị thủy kích nha. Tháo những ngóc của bồn về trước, tháo của bồn, tháo bù ghi ra, lấy cái bồn ra ngoài luôn, kiếm cái dốc nào đó hay là gì đó dở cho, nói chung tháo bồn ra, thả thả xả nước ra hết, không bồn ra hết, tháo tháo rỡ luôn, tháo giữa ẹt là tháo gác chân này để tháo đồ nghề, tháo chân là thường là điếu 12, cổ bồ cũng là điếu 12, nhưng mà những ốc kiểu mình không biết đó, những ốc kiểu này nè bạn nghiên cứu những ốc đây, ốc chèo của bồ 150 winner đó nha, và winner tháo gác chân rồi ra ẹt là phải tháo gác chân, bốn ốc đây là 12 nè, điếu 12 các bạn, điếu 12 tháo bồ ra, tháo bugi ra, rồi chút nước cái bô ra ngoài hết, còn cái bugi làm sao mà đã tống nước ra ngoài, lấy bugi ra để đây nè, thấy lấy cái này ra coi chừng điện nó giật các bạn, lấy cái này treo chỗ khác đừng có cho lửa nó táp vô, lửa bugi nó bắn ra, để nước bắn ở đây hết, để bắn hết nói chung là bê tông nó tống lên, bằng đề là bê tông tống 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 thì nước đây bắn cái bugi hết, bắn ra ngoài hết, tống ngoài hết. Rồi xong bạn chút nước bồ ngoài, bạn gắp lợn hai bugi khác cho nổ máy, ok các bạn. Còn nếu bugi cũ mà nó chùi nó nổ được, bạn cứ gắn bugi cũ lên cho nổ đó, xử trí cho nước nó không có lòn vô nhớt các bạn, hoặc là thủy kích các bạn. Nếu mà nước nó đang lòn đây nè, lòn đây bugi đang kín nè, bạn để nó nén mạnh, nó có thể bị thủy kích này, nóng đang thủy kích đây nè, dây bị cong dên các bạn đó, lỡ tắt máy rồi đẩy xe qua được, được những con suối nó, nếu mà đẩy được đẩy các bạn không sao đó. Rồi thì mình đi phượt chút xíu, mình kinh nghiệm mình cũng hạn chế các bạn, chia sẻ được như mình chia sẻ đó, thì đi xong một chuyến về mình ăn xả nhớt ra, nếu mà đã bị tắt máy nãy xả nhớt coi có màu cà phê sữa không, màu sữa là màu trắng là giống vậy nè, hay là màu cà phê màu nâu nâu á, là hơi bị lòn nước vô máy, thay bình nhớt khác nha các bạn nhớ. Rồi chứ Đà Lạt thì nhiều điểm sửa xe gần chợ Đà Lạt các bạn không sao đó, nó ngoài ra bạn ăn heo nè đó, dít kìm nè nè đó, mấy đồ mà mở dàn áo ra để kiểm tra đó bạn đó, nhớ những xe mà đi qua trụ nè, nước đèo có thể nước ngập nó không qua đó này nè, một bánh xe coi chừng nó vô que các bạn, nhớ nhà tấn que sao đừng có ngợp mà đừng có nước vô các bạn, nhớ bảo vệ que trước đó, que bịt kín quá nó sẽ bị ngợp các bạn. Rồi dừa bịt cũng như dừa các bạn. Rồi ok, đó là phần một kêu các bạn chuẩn bị á, nhớ thay dây gai dây cồn trước khi, để cho nó tâm lý bạn vững vững vàng xíu, học đồ nghề kiến chiếu hậu để dòm những đối tượng hay là dòm xe sau tùy với bạn. Rồi đó thì xe này đi 62 khỏe rồi, mấy xe này mấy xe mà bạn lên mà tiệc tình cóc hay là mấy không đơn mà đi xe tay ga gì đó chạy nặng lắm bạn, đi xe này búng búng mạnh nó bay lên khỏe lắm, qua đèo qua suối cũng khỏe nữa, mình trải nghiệm rồi mình mới dám nói thôi. Rồi mình tư vấn sơ sơ một cái clip thì thôi, nhớ đeo theo dây ràng nữa bạn,
cục đầu. Rồi giờ phần mà đồ nè, bây giờ mình nói riêng về Đà Lạt, mình xui mình mua bao tay dởm nè, lạnh hai tay các bạn, lạnh hai tay rất là lạnh nè. Mua bao tay chắc cú dày xíu cho mình, càng dày càng tốt, nên cho nhiệt độ phải 12 độ các bạn, trời rất là lạnh nè. Đó phần đi xa các bạn nên chuẩn bị một cái nón full face, hoặc là những cái, nếu mà bạn đợi nón này nón thường á thì bạn chỉ cần một cái kiến, bạn cái kiến 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 trắng trong trong á, nè kiến trắng trong trong nè, để nó chống bụi không gây buồn ngủ các bạn. Đó rồi cái khẩu trang chống bụi các bạn. Rồi đó là lạnh á, mặc mấy cái quần này nè, quần này mỏng nè, bạn nên lựa quần dày nó lạnh lạnh hai bên đây nè, lạnh hai bên đây. Áo phải có khăn tròn cổ nữa các bạn, nó áo phải dày, áo 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 trong áo khoác mà phải dày các bạn, càng dày càng tốt. Lạnh đây nè, bạn mặc áo không không bị lạnh người đúng không, nhưng mà lạnh hai tay nè, do bao tay yếu nè, do bao tay dởm nè, lạnh hai tay, quần mỏng lạnh hai quần nè, hai bắp đùi đó. Và mang dài phải mang vớ dày luôn các bạn để nó không lạnh. Ok rồi, nếp hai mình kêu bạn chuẩn bị sơ sơ vậy thôi, mình chuẩn bị đồ để mình coi còn gì nữa mình báo cho bạn. Rồi chỉnh côn. Rồi nếu mà bạn nào đi bằng liều gỡ bằng giáo thì càng tốt, rất là mát mái các bạn đó. Rồi nếu bạn đi đường xa thì mà nếu chỗ nào có tìm cái xe cổ máy lên rừng, bạn tự tăng sơn, bạn tự làm, tự làm nó, mình đi cỡ 700 cây là bắt đầu đi về luôn, 700 mấy cây thì nó hơi trùng sơn nữa. Rồi rồi như đó mình nói sơ sơ cho bạn biết thôi. Về phần chuẩn bị cho xe giảm độ rung á, đó những cái làm rung chiếc xe. Rồi nhớ làm sao êm nhất có thể cho xe, đang đi xe cho nó khỏe á các bạn. Nguyên nhân làm rung xe là cục máy phát ra, những cục máy, những con ốc mà treo máy đây nè, nên có cái lồng đền vô để nó không rung, rung nó giảm rung một xíu các bạn đó, tự bạn nghiên cứu thiết kế. Đó, máy nó phát ra rung lên sườn, sườn rung lên từ từ thì những cái phần mông nè, tay nè, cái chân nè, chú ý nha các bạn. Rồi mình là thợ máy, mình chia sẻ chút xíu các bạn. Rồi mình sẽ làm nhiều clip sau nữa, đây là phần 2 các bạn.